thấy cái tinh thần đồng đội của mình lúc này. Quyền Linh, Quyền Thành, cơ cơ hoài lớn quá thống gia chơi đâu chơi đâu đâu đôi bên này là cùng với anh em Igu có mặt ngày hôm nay thì chạy qua từ sáng ngày hôm nay chúng tôi cảm thấy là bây giờ vẫn còn rất là năng lượng và cảm thấy là một cái hành trình mà trước giờ chưa bao giờ thể hiện và được vượt qua. Thì ngày hôm nay cũng rất biết ơn Igu thì cũng tạo điều kiện cho tôi và anh em ở đây có một cái buổi trải nghiệm thật sự là quá ý nghĩa.
Trò chơi nó tuy nó đơn giản nhưng mà cũng mang tính thử thách và đồng đội đúng không? Để ghi nhận cái sự cố gắng của các bạn thì anh có một cái phần quà nhỏ nhỏ gửi đến cả nhà thông qua những cái điểm số, những cái cố gắng của nhà mình ha. Giải chuyển vòng, xin mời đội Chiến Lan ạ. Chiến binh đúng không ạ? Đúng rồi. Chiến binh, chiến binh, chiến binh.